cái tình hình ở chỗ mình. Đấy, mọi người nhìn thấy hai bên đường này, hầu như tất cả các cái hàng quán người ta đóng cửa hết rồi người ạ. Thấy không? Đấy. Hàng đồ quán xá đóng cửa hết trơn à. Đấy, và sẵn ở video này thì mình cũng thông báo mọi người là mọi người đừng có hỏi mua chim nữa nha. Đừng có hỏi, đừng có đặt gì hết á, tại vì bây giờ không có nói trước được cái gì, mình đâu có hứa được cái gì đâu mọi người. Bây giờ dịch hiện tại dịch dụng phía trước nó như thế nào mình đâu ai biết được. Thấy không? Làm gì có ai biết được là 10 ngày nữa, 20 ngày nữa có hết dịch hay không mà hứa. Đấy, hứa được không được thì sao? Đấy. Thấy không? Đường xá người ta chỉ còn những cái thiết yếu như là đồ ăn hay là cái gì cần thiết thôi, còn những cái dịch vụ đồ hầu như là đóng cửa hết trơn rồi. Đấy. Bao chim á, mọi người mà đặt mua chim hay như thế nào cứ để chừng nào xe chạy lại đã nhá. Nào xe chạy lại rồi mới tính được chứ. Bây giờ cái gì cũng đóng cửa hết. Xe cũng ngừng luôn, mà Grab, mấy cái dịch vụ mà xe ôm Grab, xe công nghệ người ta cũng cấm hết luôn. Đấy, làm ra cái việc mà bán chim hầu như là bị chặn đứng hoàn toàn luôn rồi. Đâu có bán được đâu mà giờ hứa với trả hẹn làm gì. Đấy. Trời bữa nay thì âm u lắm. Trời nay như kiểu bão ấy mọi người, áp thấp nhiệt đới ấy. Mưa từ tối qua giờ ấy. Chiều hôm qua mưa mà ở đây cái đường nó vẫn còn ướt ở hai bên này. Đấy, tình hình thời tiết như thế này thì chắc là mưa sớm á. Chút xíu nó mưa bây giờ đấy. Đấy, thì mình cũng thông báo luôn cho mọi người là hiện tại ấy là mình chỉ còn bán đúng là mỗi là một thứ là cám thôi mọi người. Thì ấy, như anh em nào mà ở những cái nơi mà không bị phong tỏa, mà chỗ mọi người ấy, mà tiệm cám đồ ấy, người ta đóng cửa ấy, thì có thể liên hệ qua Zalo cho mình. Đặc biệt là phải có số tài khoản nha. Tại vì mình không có thời gian đi lấy tiền đâu. Bán xong rồi mình gửi cho shipper một cái là thôi là xong rồi, chuyển khoản cho là xong luôn, rồi shipper nó giao đến chỗ mọi người ấy, xong rồi mọi người chuyển trả tiền ship. Đấy, vậy là xong luôn chứ như mà mua cám mà trả tiền sau là mình cũng không nhận luôn mọi người, không nhận. Chỉ có anh em nào mà ở những cái nơi không bị phong tỏa đấy, thì mà chỗ mọi người ấy là không có tiện đi ra ngoài. Đấy, không có tiện đi ra ngoài mà muốn mua cám ấy, thì liên hệ vô cái Zalo của mình, sau đó chuyển khoản tiền cám. Đấy, ví dụ mua 10 bịch, tại vì chỉ có ship từ 10 bịch trở lên mới bỏ mọi người ạ, chứ ship 5-3 bịch thì bỏ bèn gì đâu. Bịch cám lời có mấy ngàn nè, kiểu bịch cám lời có 2.000 bạc à. Đấy, thì giờ 10 bịch đi thì 20.000, bỏ cái tiền công mình đi gửi cho thằng shipper. Đấy, chứ không có gì hết. Chứ không có lời bao nhiêu hết mọi người ạ. Cho nên là không có bán số lượng ít, ví dụ như 5-3 bịch là không bán. Rồi có số tài khoản, chuyển khoản cho mình tiền cám, rồi shipper đưa đến, rồi mọi người trả cái tiền ship. Đấy, là như vậy nhá. Còn đâu là những cái con chim cuối cùng thì hôm qua mình cũng đã gửi hết luôn rồi. Hiện tại là không có giao dịch gì hết. Thì mấy nay mọi người thấy mình bẫy chim nhiều quá, cứ có nhiều người hay lắm nha. Ví dụ chứ bạn còn bán chim không? Đấy, cái xong rồi chưa kịp đợi mình trả lời cái kêu chứ mà giờ chắc phong tỏa như này chắc không bán được đâu nhỉ.
thì chắc anh là không bán được rồi. Đấy. Cho nên là đừng 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 hỏi mua chim nữa, có mua cám thì mua thôi nhá. Đấy, về cái tình hình bữa nay thì mình lên rẫy mình không có bẫy chim mọi người ạ. Không bẫy chim lên để cho chim cho cò ăn xong rồi ôi chim nó hót kìa. Đấy thì nay lên rẫy không bẫy chim cò gì hết mọi người ạ. Lên cho tụi nó ăn xong rồi đi về thôi, đang làm việc ở nhà đồ đó. Nhà đang nhiều việc. Đấy, cám này con cưỡng nó ăn hết không còn hột nào rồi mọi người. Chuột thì cho ăn cám gà. Đấy. Con gà hôm qua đã đẻ được một quả nữa nè mọi người. Đấy, hôm qua lúc mà mình chuẩn bị đi về thì mình thấy nó đi sục ổ đấy, nhưng mà kiểu đi về đấy cho nên bỏ cái tổ vào đây luôn. Đấy, nó đẻ được một trái nữa, vậy là tổng cộng thì nó đã đẻ được 9 9 quả rồi. Đấy, đẻ 9 quả rồi mà nó chưa chưa thấy nó ấp mọi người ạ. Đấy, đẻ nhiều như thế mà không ấp. Đấy, nó đang đòi ra đấy, nhưng mà thôi hôm nay không có đâu có thả gà đâu mà lên đây. Nay lên rẫy tí xíu à, lên cho ăn rồi mang cái cưa về sửa rồi mang về cưa ba cây xoài rồi dưới nhà đấy. Đấy vậy thôi chứ tại vì thời tiết hôm nay là không không làm được cái gì hết nè. Đấy hôm qua ở đây cũng mới mưa xong đấy. Nè, nước nó vẫn còn giỏ long tong vẫn còn đọng ở đây nè. Đấy. Cây cối thì ướt át lắm nè. Cây cối lá lủng ướt át đâu làm gì được đâu. Xịt thuốc thì cũng không xịt được mà đi tỉa cành thì ướt át lắm. Chả làm gì hết. Đấy, thời tiết chán nào. Như kiểu bị áp thấp mọi người ạ. Đấy, đâu có làm ăn gì được đâu mà. Đấy thì rồi, tình hình bữa nay ở trên rẫy thì có chỉ có nhiêu đó thôi. Cho hết cái dàn này ăn này, 2 4 6 8 10 11 con chim ăn này. Đấy, dàn 11 con chim vừa hút mật vừa khuyên ăn, rồi cho gà ăn, rồi cho cưỡng ăn, rồi cho chuột ăn. Đấy, cho hết bằng này ăn uống xong rồi đi về mọi người ạ. Đấy, trên rẫy bữa nay chỉ có nhiêu đấy thôi. Về sớm rồi mang về nhà, đang làm việc nhà mọi người ạ. Đấy, tình hình bữa nay là như thế nhá. Hễ tí nữa chiều mình làm việc nhà xong rồi như thế nào bắt đầu mình quay cho mọi người coi ở nhà nha. Còn bây giờ thì đi về thôi mọi người ơi. Trời ơi con này nó tham này. Đi. Đây, ra đây. Ui. Rồi bữa nay sao gà thì mình tự nhiên mình đếm sao nhìn ra nó đông dữ vậy ta. Ui dồi đông. Ui dồi đông. Chỗ này mấy chục con nha. Ui dồi. Đấy. Đấy vừa vịt xiêm vừa gà. Đấy thì tình hình rồi sáng giờ là mọi người. Đấy sáng giờ ở nhà mệt như chó vậy. Đấy cưa cây này thấy không? Đấy thấy không? Giờ cái vườn nhà mình trống như là hua trống hoác luôn. Đấy đào lỗ này. Đấy, đang đào được mấy lỗ rồi, giờ chiều tối rồi, nghỉ rồi. Đấy.
À. Đấy, dài 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 lên kia hết. Là mình tuyển đi là không còn một cây nào luôn á. Đấy. Tổng cộng là cái vườn này được 22 cây. 22 cây sầu riêng. Đấy. Sáng giờ mệt chết. Dừa này dừa dừa lửa mọi người. Trái nó đang ra trái. Đấy. Cái này thì mới hàn xong cho nên là không có vô. Đấy, hàn cái cửa này mình nuôi gà con ở trong đây này. Đấy, gà nào mà đủ khả năng bay được qua cái này. Đấy, đủ tiêu chuẩn bay qua được cái này thì cho ra ngoài. Đấy, còn gà nào mà chưa bay ra được là còn yếu, còn bé là ở trong đây. Đấy. Đấy, cái lỗ này là mình sản xuất gà con trong đây đấy. Đấy, hàn cái này xong rồi nè. Rồi cái này là cái kho đựng lúa, đựng bình xịt thuốc, đựng lúa giống, đựng đựng các thứ. Đấy, nói chung là đựng các thứ ở trong đây là cái nhà kho của mình. Đấy, cửa thì mới hàn xong rồi, mai bắt đầu bắn tôn trơn lên đây nữa là xong. Đấy. À, đấy, cái này là cái kho. Đấy, còn cái này là cái đường đi hôm nay mới đổ xong rồi. Đấy, mới đổ xong rồi đó. Đấy, mai thì thợ bắt đầu mới hàn cái khung ở đây. Chỗ này mình hàn hai cái AV chỗ này. Đấy, hai AV mét 2 cao 2 mét đập vô hai cái sát nhau. Đấy thì nuôi nuôi hút mặt. Đấy. Rồi, tình hình là như vậy nhé mọi người ơi. Đấy. Lồng bị kiến bu hoài thì làm cách nào cho hết kiến đây anh? Ở cái này nói rồi mà ta. Cái này đây này. Lồng bị kiến bu giống như này đúng không? Thì bắt đầu cột chỗ này một cái miếng vải nhúng vô nhớt ấy. Đấy, nhúng nhớt vô xong rồi cột cái miếng vải đó ngay cái chốt này này hoặc là cái chốt trên đây cũng được. Kiến nó khi mà nó bò đến đây, khi bò đến đoạn này thì nó gặp nhớt nó quay đầu lại nha. Còn thứ hai nữa là ra chỗ mấy tiệm phân thuốc ấy, mua cái thuốc xịt kiến định kỳ ấy, mình xịt khắp nhà luôn là kiến nó sẽ không có lại gần nhà mình nữa nha. Nuôi chim hút mặt non thì cho ăn cám gì? Hút mặt non thì cũng ăn cám hút mặt hết cả. Mấy hôm nay Sài Gòn, Đồng Nai dịch nhiều lắm cháu ạ, chắc khó lòng gửi chim. Ở đâu cũng vậy cô ạ, tất cả nước mình luôn mà, chỗ nào cũng giờ cũng cách ly xã hội hết mà. Ăn gửi về Bình Thuận được không? Không. Giờ là chịu hết rồi nha mọi người ơi. Cho hút mặt ăn cám trứng được không? Không. Cám trứng, cám trụng gì? Cho ăn cám hút mặt nhá. Em có nuôi một con hút mặt 5 màu, nuôi được 1 tháng làm theo ăn, nó đã ăn cám cứng hót líu cả ngày mà nó nhát lắm anh ơi. Anh có mẹo nào chỉ em với, cảm ơn. Nhát thì treo cái chỗ mình người đi qua đi lại ấy. Chim ở nhà mình á, nhà mình bán quán á, thành ra mình cứ treo ở chỗ mà người ta hay đi lại, người ta đi mua đồ á mọi người, thì chim tự động nó ấy thôi, nó sẽ dạn thôi. Còn đâu nữa là mình đừng có cho chim ăn no. Đấy, nghe nó kiểu hơi ác ấy nhỉ, nhưng mà mọi người chim mới bẫy đừng có cho ăn no. Đây, chẳng hạn như con này đi. Đây này, đây là một con 7 màu mái này. Đấy, chẳng hạn như là bây giờ buổi sáng mọi người đưa chim ra thì nó sẽ kiểu như thế này. Thì con chim sau một ngày ấy, thì mình cho ăn vừa đủ ấy, thì nó sẽ còn rất là ít thức ăn này. Đấy, thấy không? Nó ăn hết thức ăn rồi nhưng mà đừng có vội cho thức ăn vào. Đấy, thì nó sẽ đỡ nhát mình hơn. Còn chim mà ăn no đủ á, ăn đầy đủ thì nó thường nó nhát. Đây này, mình bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Đấy, thì nói chung cái việc mà cho ăn đói ấy, nó sẽ tạo cho con chim một cái gọi là cái thói quen, khi mà mình đến mình cho nó ăn thì nó sẽ đỡ nhát mình hơn.
Đấy, mọi người hiểu không? Nghĩa là mình đừng có cho nó ăn, đừng có cho nó ăn no. Đấy, mọi người thấy khi nó mới biết tập cám á, thường nó gắp rơi ra ngoài không ạ? Đấy. Đấy, nhưng mà nó ăn một thời gian thì nó sẽ thuần thục vậy thôi. Đấy thì những cái lúc này á, thì mình rờ nó. Đấy, mình tạo thiện cảm cho nó. Đấy, nói chung là có thời gian đấy thì làm quen với nó nhiều thì nó tự động nó dạn thôi. Đấy, thấy không? Cứ như vậy thôi. Cho nó ăn đói thôi mọi người, đừng có cho ăn no. Đấy, khi mà con chim nó được ăn đầy đủ á, thì cái lúc ăn đầy đủ phải là cái lúc mà nó thuần thục người mình rồi. Nếu như có thời gian thôi, còn nếu mà như mình ít thời gian đấy thì mình cho ăn kiểu lẫn lộn đấy, thì thường nó con nào mà mình chủ định mình nuôi nó thì mình mới tập như thế, chứ con nào cũng tập thì có mà thời gian đâu, không? Đấy, không? Dần dần nó sẽ dạn thôi. Khi mà cái cơn đói của nó lên thì nó sẽ nghe có vẻ hơi ác ấy, nhưng mà không phải. Không, mọi người thấy không? Bây giờ thì nó đã dạn hơn rất nhiều rồi, thấy chưa? Đấy. À. Không, mình đưa tay đưa đầu nó có nhảy mấy đâu. Thì nói chung là làm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, dần dần nhiều thời gian thì càng ngày nó càng dạn hơn. Không? Đấy, hồi nãy thì mọi người thấy nó húc đầu, húc đít ghê không? Đấy, nhưng mà đấy đó, không? Cho ăn đói rồi mình đút cho nó ăn rồi bắt đầu ấy thì dần dần nó sẽ ấy hơn. Cùng với đấy là kết hợp với lại treo chỗ đông người thì nó dạn hơn nhá. Không? Đấy, mới có 5 phút thôi mà nó đã dạn trông thấy rồi đấy. Đấy, có vậy thôi. Mình làm sao thì mình quay cho mọi người y như vậy, chứ không phải giấu nghề, giấu ngủng gì hết. Đấy, có sao nói vậy nhá. Làm e vèn tặng chim khuyên đi ăn. Thôi 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 thôi, giờ dịch rồi không có tặng tổng buôn bán gì được hết mọi người ơi. Cháu đi làm xa như vậy có bị cấm không? Vì ở trong đó cũng đang bị phong tỏa mà. Thật sự thì bây giờ chính mình cũng không biết là đến mình có thể đi 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 làm được bao lâu nữa mọi người ạ. Mình không biết là mình có thể đi rẫy được bao lâu, tại vì mình là ở Đồng Nai và mình đi rẫy này ở trên Lâm Đồng, thì mỗi ngày mình đều phải đi qua cái khoảng cách giữa hai tỉnh ấy, thì nó cũng khá là nhạy cảm. Giá như ở trong tỉnh ấy thì nó đỡ, nhưng mà cái này nó là hai tỉnh khác nhau, thành ra nó cũng kiểu mình không biết là bao giờ người ta ngăn cấm nữa. Anh cho em hỏi, em cũng nuôi một con 7 màu mà nó bị chọc lông đầu một ít thì làm sao để nó ra lại? Tới cái mùa thay lông xong sau là nó ra lại à? Anh ơi, chim 5 màu em bẫy được 1 tháng rồi mà sao vẫn ăn cám cứng rồi mà sao vẫn chưa hót? 5 màu nó chậm hót. Cái con đấy mà nó nhanh hót nhất là con 7 màu. 7 màu nuôi là nhanh hót lắm, thường 2 tuần là hót rồi. Còn như 5 màu á, một là phải nuôi tầm 2 con. Đấy, nó kiểu nó cứt nhau nó hót. Hai nữa là một con cũng được nhưng mà phải treo những cái nhà mình ấy, kiểu có chim ở ngoài ấy, thì nó mới nhanh hót mọi người ạ. Còn đâu nhà mình không có chim ngoài, nó bay qua bay lại, thường người 5 màu nó cũng lâu hót à. Em có một con hút mật 5 màu chuyền, nó hót nhiều rồi ăn. Em nuôi được khoảng 1 tháng rồi mà nó toàn ăn cám, bột bỏ hạt vào, nó dũ rớt hết, giờ có cách nào không? Thời gian đầu thì chắc ăn là nó phải dũ rồi, làm sao mà không dũ được. Cách thứ nhất, lót tờ giấy ở dưới. Đấy, nó ăn nó dụ xuống, bắt đầu nó nhảy xuống nó lụm. Cách thứ hai nữa là một cái cống thật to. Đấy, vào cái video hạn chế rơi vãi cám mà coi nha. Chim hút mật có cho ăn cám gà con được không? Không. Sao anh không làm chuồng bồ câu cho nó có nhà? Mình đang là kiếm một ông thợ mộc á, đóng cho mình một cái chuồng bồ câu á. Khuyên này của ông nào làm sổng đấy, chứ miền Nam làm gì có khuyên. À được. Đấy, bữa giờ mình vẫy hơi nhiều đấy, làm gì có vụ mà người khuyên nào sống. Ê, mà cái ông NQT game này ông ở đâu ấy, chứ đâu phải miền Nam. Đấy, anh em nào ở miền Nam này làm chứng cho mình này, không? Ở miền Nam khuyên rất nhiều, khuyên cực nhiều, tại người ta không chơi thôi, chứ không phải là không có, miền Nam không có khuyên nhé. Này,
Tây Ninh có này, những cái tỉnh như là Đắk Lắk có này, đấy như ở chỗ không có coi canh chát à. Đấy, Hùng Hoàng Phi bẫy có này, ở Đắk Lắk bẫy có này, thấy không? Thành Lộc bẫy cũng có này, đấy. Anh em trên kênh chat đấy, chat lên đi. Chỗ mọi người có khuyên không? Cho ông NQT này, ông biết là miền Nam khuyên rất nhiều. Đấy. Những cái tỉnh Tây Nguyên có khuyên này, mà mình thấy ở chỗ nào cũng có khuyên hết mọi người ạ. Khuyên khắp nước Việt Nam luôn mà. Nhà cháu bẫy dính hút mật đẹp quá trời nhưng không biết nuôi thả hết rồi. Ui giời ơi, coi video này nhiều vô. Coi video kênh này nhiều vô thì khắc là biết nuôi hút mật thôi. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Thank you.